Năm 2017, tôi cho ra mắt bộ Kamen Rider Build xoay quanh nhân vật Kiryu Sento, một thiên tài vật lý. Đây không phải là lần đầu tiên tôi xây dựng những nhân vật mang hơi hướng khoa học, với trước đây có thể kể đến là Rina trong Kamen Rider Drive hay Akari trong Kamen Rider Ghost. Tuy vậy, các nhân vật kể trên đều chỉ là diễn viên phụ, nên các yếu tố khoa học xung quanh họ chỉ được xây dựng hời hợt. Cá nhân mình đã cực kỳ thất vọng và có phần buồn cười khi thấy công thức hồi sinh Shinosuke chỉ đơn giản là đổi đơn vị hay định luật 2 Newton, những thứ mà ngay cả học sinh cấp 3 ở Việt Nam đều đã được học. Nhưng khi sang đến Build, nhân vật chính là một nhà vật lý, tôi đã cho thấy sự tiến bộ của mình khi chăm chút hơn các yếu tố khoa học xung quanh, thể hiện ngay từ opening của phim với hàng loạt các công thức và phương trình toán lý. Tôi rất thích cài cắm các ý nghĩa ẩn trong phim. Vậy ta có thể tự hỏi liệu những công thức toán học, vật lý này có chứa được ý nghĩa gì không? Chào mừng các bạn tới với RTK Media. Qua kịch bản được viết bởi thiên tài vật lý danh phương của team, chúng ta hãy cùng thử nhìn qua phương trình xuất hiện trong opening của Kamen Rider Build và quyết định công thức thắng lợi nhé. Lưu ý, vì kịch bản trong video được viết bởi một cá nhân nên có thể sẽ có những thiếu sót và mang nhiều yếu tố tham khảo. Đầu tiên, phương trình Hamiltonian. Trông có vẻ phức tạp nhưng thực chất đây chỉ là cách viết tổng quát hơn của định luật 2 Newton khi F bằng MA mà chúng ta đã được học ở cấp 3. Đây là một phương trình rất mạnh, phát triển trong cơ học lý thuyết. Có thể mô tả sự thay đổi động lực của mọi hệ vật lý theo thời gian khi được đặt trong trường thế ở thang trung và vĩ mô. Đây có thể coi là một trong các luật định hình nên vũ trụ của chúng ta đang sống, quyết định sự phát triển của mọi hiện tượng, từ sự rơi của quả bóng tennis cho đến chuyển động của các hành tinh. Tiếp theo là phương trình trường của Einstein, được phát triển trong thuyết tương đối rộng bởi nhà vật lý người Đức Albert Einstein. Trong vật lý hiện đại, các nhà vật lý đã đưa ra giả thuyết rằng vật chất có khối lượng, đồng thời là năng lượng, có khả năng bẻ cong không thời gian thông qua phương trình Einstein. Vật thể càng nặng, không thời gian xung quanh nó càng bị bẻ cong. Khi ấy, đường thẳng không còn là đường ngắn nhất nữa. Vậy trong vốn kiến thức của con người, thứ gì là nặng nhất để có thể bẻ cong không thời gian nhiều đến vậy? Đúng rồi đấy, đó chính là hố đen, black hole. Xuất hiện trong opening, phương trình này có thể coi như một lời cảnh báo trước về một thực thể vũ trụ tên Evolt với form black hole của hắn. Dành cho các bạn muốn biết thêm, phương trình này cùng thuyết tương đối rộng của Einstein đã có rất nhiều bằng chứng thực nghiệm. Gần đây nhất là giải Nobel vật lý năm 2017 về sóng hấp dẫn và hình ảnh đầu tiên của hố đen vào đầu năm 2019 này. Mọi thứ ở trên đều được tiên đoán bởi phương trình Einstein. Một trong các tiên đoán khác của phương trình này đó là các nghiệm mô tả lỗ sâu đục hay còn gọi là wormhole, nhưng cho đến hiện tại vẫn chưa có bằng chứng thực nghiệm nào. 3. Hàm phân chia nhiệt động. Phương trình phân chia nhiệt động là nền tảng của nhiệt học và vật lý thống kê. Các ngành về đối tượng nghiên cứu là tập hợp rất nhiều cá thể, tầm 1 triệu trở lên và có thể lên đến con số 10 mũ 23, số Avogadro, chỉ số lượng nguyên tử hay phân tử có trong một mol chất. Từ phương trình này có thể suy ra được những đại lượng, tính chất chung của cả tập thể, không chỉ là những đối tượng vật lý như nguyên tử hay spin, mà còn có thể là hành vi của cả một nhóm người. Nói cách khác, phương trình trên mô tả tính chất của một hệ lớn vĩ mô. Điều này khá giống với các vấn đề trong Build đều ở tầm vĩ mô như chính trị, quốc gia, v.v. Thế nhưng, trong opening, Sento đã thẳng tay xóa hết tất cả các phương trình vật lý trên bảng. Liệu hành động này có nói lên rằng anh không chấp nhận mọi kiến thức vật lý mà nhân loại đã tìm ra suốt mấy trăm năm, phủ định mọi định luật thống trị vũ trụ này? Liệu các sự kiện trong Kamen Rider Build đã khiến bộ não thiên tài của nhà vật lý Kiryu Sento phải thắc mắc về tạo hóa? Trong Build, chúng ta được giới thiệu đến Skywar, những bức tường thành từ dưới đất chui lên và phân chia nước Nhật ra làm ba: Hokuto, Saito và Toto. Một điều nghe rất vô lý, đi ngược lại quy luật thường thấy. Bức tường này tượng trưng cho một cái gì đó rất phi tự nhiên. Tuy vậy, ở cuối opening xuất hiện ba phương trình xuyên thủng được bức tường. Phải chăng ý nghĩa ở đây là cho dù mọi thứ có trở nên vô lý, vẫn còn ba phương trình, ba định luật con người tìm ra vẫn còn giá trị? Vậy ba phương trình đó là gì? Thứ nhất, sự phức tạp. Ở gần khung hình nhất, ta có thể thấy một đại lượng được coi như nổi tiếng bậc nhất trong nhiệt học và vật lý thống kê, đó là công thức entropy, đặc trưng cho độ phức tạp của một hệ nhiệt động. Sự phức tạp lại thường đi với độ hỗn loạn của sự vật. Đối với entropy, có một định luật là entropy của một hệ không bao giờ giảm, chứng tỏ độ phức tạp, sự hỗn loạn của hệ vật lý luôn luôn tăng hoặc giữ nguyên. Việc công thức này là một trong ba thứ đâm xuyên qua bức tường, tức một định luật vẫn còn đúng. Có thể hiểu rằng mọi chuyện có vô lý thế nào đi nữa thì thế giới của Bill, hay thậm chí là thế giới của chúng ta, vẫn luôn ngày một trở nên phức tạp và hỗn loạn hơn. Việc công thức này được xuất hiện gần màn hình hơn các công thức còn lại có thể coi rằng trong một bối cảnh nước Nhật bị chia làm ba, sự phức tạp, hỗn loạn là thứ xuất hiện nhiều và dễ thấy nhất, che khuất những định luật còn lại. Thứ hai, sự phát triển. Sau hỗn loạn phức tạp là sự phát triển. Ở đây là phương trình Ehrenfest mô tả sự phát triển của các đại lượng vật lý theo thời gian. Tuy mọi chuyện có trở nên phi lý và hỗn loạn, cuộc sống vẫn tiếp diễn, vạn vật đều phát triển. Đây là định luật thứ hai vượt qua được giới hạn của Skywar trong thế giới này.
Ở đoạn trước video, mình đã có đề cập đến phương trình Hamiltonian, cũng mô tả sự phát triển. Vậy phương trình ở đoạn cuối có gì đặc biệt hơn phương trình ban đầu? Phương trình phát triển bây giờ được viết dưới dạng vật lý lượng tử, nơi không có điều gì là chắc chắn vì mọi thứ đều là ngẫu nhiên với xác suất của nó. Tuy vậy, ta vẫn có thể thấy rằng, dù mọi biến động trong thế giới có thể ngẫu nhiên đến nỗi không lường trước được, chúng ta vẫn phát triển theo một cách nào đó khiến con người có thể quan sát. Cuối cùng, ở xa nhất và hơi khó thấy, đó chính là phương trình biến đổi tọa độ trong thuyết tương đối hẹp của Einstein. Điểm cách mạng của thuyết này, đó là việc lấy vận tốc của ánh sáng luôn là thứ lớn nhất, không một vật có khối lượng nào có thể vượt qua được nó. Vậy nên đây như một lời nhắc nhở về giới hạn của mọi sự việc. Con người dù có cố đến mấy cũng chỉ là con người. Thiên tài vật lý như Sento hay não cơ bắp như Bencho thì cũng có giới hạn của bản thân, không thể một mình làm hết mọi việc được. Tuy vậy, đây cũng là định luật bị che mờ nhất, bởi các nhân vật trong thế giới của Bill cũng đã làm được những điều rất vĩ đại. Vậy trên đây là tất cả những công thức vật lý xuất hiện trong opening của Kamen Rider Bill. Video chỉ mang tính chất giải trí, rất có khả năng tôi không hề có dụng ý gì khi làm opening cho Bill như video đã phân tích. Nhưng do người viết hồi nhỏ uống sữa Frisbee hơi quá đà nên giờ trí tưởng tượng không biết dùng vào việc gì. Tuy vậy, có một điều mình khá chắc chắn vì sao tôi cho hình ảnh những nhà khoa học, đặc biệt là nhà vật lý xuất hiện thường xuyên trong khoảng thời gian từ 2014 đến 2017 với Rina trong Kamen Rider Drive, Akari trong Kamen Rider Ghost hay Kiryu Sento trong Kamen Rider Build. Năm 2014 là một cú hit lớn đối với ngành vật lý xứ mặt trời mọc khi giải Nobel vật lý năm đó thuộc về ba người Nhật Bản là Shuji Nakamura, Hiroshi Amano và Isamu Ikasaki với công trình đèn LED xanh. Có vẻ nhờ vào sự kiện thành công đó, Toei muốn đưa hình ảnh các nhà khoa học đến gần hơn với trẻ nhỏ, truyền cảm hứng để các em tiếp bước các thế hệ đi trước, đóng góp cho sự phát triển chung của nhân loại. Là một người cũng học lý, mình thấy việc truyền cảm hứng này là điều rất cần thiết, nên khá thích thú với những nỗ lực của Toei. Tuy vậy, với cá nhân mình, đây cũng là một trong những ngành rất vất vả, đòi hỏi sự chăm chỉ, cần cù lẫn trí tuệ sắc sảo. Trong ngành này, hoặc là bạn sẽ có một sự nghiệp thành công, được giới khoa học công nhận, có tiền đề tài cho các dự án, hoặc bạn sẽ thất nghiệp đến nỗi phải đi viết kịch bản video lấy tiền mua mì tôm cầm hơi qua ngày. Nhận thấy điều đó, tôi đã sửa sai bằng việc truyền cho trẻ em một nguồn cảm hứng khác, đó là Hiden Aruto, chủ tịch công ty trí tuệ nhân tạo. Với ngành này thì khó có thể chết đói như các nhà khoa học được. Ok, nói vui một chút vậy thôi, mong rằng video này có thể cung cấp cho các bạn một vài kiến thức vật lý bổ ích. Nếu bạn cảm thấy video này hay, hãy like và share nó để nhiều người biết đến sản phẩm của RTK Media hơn nhé. Đừng quên subscribe và ấn vào nút chuông thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất được chúng mình tung ra trong tương lai. Và hãy like cả fanpage của chúng mình nữa để cập nhật những thông tin thú vị xoay quanh Tokusatsu. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem clip. Mình là Kaitoki của RTK Media. Xin chào! ネットは全て封印した。お前が最後だ。ジョーカー！俺とお前は戦うことでしか分かり合えない。